Review nhanh cho anh em con TV Coca 50 inch 4K siêu xịn. Wow. TV Coca 50i72. Em này có rất nhiều đặc điểm nổi bật tạo ấn tượng riêng cho người sử dụng so với các sản phẩm khác trên thị trường. Có thể kể đến những công nghệ xử lý hình ảnh thông minh sử dụng AI. 50i72 cũng tích hợp những tính năng cải thiện hình ảnh gồm HDR10 và HLG nhằm tạo ra những trải nghiệm giải trí đặc sắc nhất trên chiếc màn hình LED 8.29MP. Bên cạnh đó thì MTV này còn có công nghệ Eye Care giúp giảm thiểu tối đa các tình trạng ảnh hưởng đến mắt của bạn như là những đèn flash vô hình hoặc là tình trạng nhấp nháy màn hình. Còn có cả đèn hình low blue light chống mỏi mắt, bảo vệ mắt của bạn tối ưu. Với việc trang bị hai con loa 10W có khả năng xuất âm thanh đạt chuẩn Dolby Audio và DTS Studio Sound thì em Coca này chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm sống động và chân thực nhất. Đặc biệt với các dòng TV Coca này thì sẽ có tính năng là điều khiển TV mà không cần dùng tới chiếc điều khiển mà chỉ cần câu lệnh OK Google. Wow. Nhà A-Smart Home đang có ưu đãi nhiều đó, bạn tham khảo thử nhé.